Trưởng thành từ những trang viết từ thuở học trò, nhà thơ Lương Đình Khoa được biết đến như một cây viết trẻ đầy triển vọng trong làng thơ văn với nhiều bài thơ dấu ấn, đặc biệt với thế hệ trẻ hiện nay. Tự cho mình là người nặng tình, là hạt phù sa đi lạc giữa chốn thị thành, nên dù bất kỳ ở thể loại nào, nội dung nào trong mỗi trang viết của anh, người đọc cũng dễ dàng bắt gặp một nhân vật trữ tình. Đó là tôi, là người trẻ, là gã trai mang tâm hồn lãng mạn, đang hát những bài ca yêu thương giữa muôn nẻo đường đời. Gặp gỡ Phật Pháp là bước ngoặt cuộc đời của Lương Đình Khoa. Từ đó, thơ anh viết luôn mang hơi hướng thi vị liên quan đến Phật giáo. Anh viết không chỉ để giải bày mà muốn hướng người đọc đến những suy nghĩ tích cực, đó là sự tỉnh thức theo quan niệm nhà Phật, chỉ cho họ cách đối diện và mỉm cười với những khổ đau. Lại một hành trình mới phía trước đang mở ra với hạt phù sa lạc, với bước chân phiêu du của chàng trai Lương Đình Khoa. Cười và thở từng nhịp yêu thương, truyền cảm hứng và thắp lửa cho những ai có duyên gặp gỡ, chính là quan điểm sống và thông điệp mà Lương Đình Khoa muốn gửi gắm giữa cuộc đời này. Chùa tôi như đóa sen vươn lên trời cao.